Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 1745 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2. Theo đó, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và khả năng biến chủng Omicron sẽ xuất hiện ở nước ta là rất cao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế bám sát diễn biến dịch bệnh trên thế giới, kịp thời có chỉ đạo hướng dẫn và báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các biện pháp cần thiết phù hợp, không để bị động bất ngờ, không để quá tải hệ thống y tế trên diện rộng. Khẩn trương hướng dẫn về đánh giá cấp độ dịch và các biện pháp phòng chống dịch cần thiết cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh, thời tiết mùa đông và nguy cơ biến chủng Omicron, tăng cường chỉ đạo công tác giám sát dịch tễ nhằm phát hiện sớm các biến chủng mới. Tất cả các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Bộ Y tế cùng các địa phương đảm bảo thuốc điều trị cũng như tiếp tục tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.